Mọi người đã trở lại với kênh Kitty Vlog nha. Rồi hôm nay gia đình em có dịp đi Đà Lạt chơi thì có ghé với Puppy Farm nông trại cúm. Thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người biết trong đây có gì. Rồi đầu tiên là con gái em Kitty, đo chiều cao để mua vé. Kitty là 1m3 rồi. Rồi giờ tiến hành mua vé. Đây giá vé này mọi người, người lớn là 60.000, trẻ em là 30.000 nha, từ 1m2 trở lên, còn dưới 1m2 là sẽ được miễn phí. Đó, đây là vợ em trả tiền 3 vé nè. Đó, em lấy vé, rồi sau khi lấy vé là đi tới cổng nè. Khi đi tới cổng là có một chú soát vé sẽ đóng mộc trên tay cho từng thành viên nha, để cho đi qua những nơi khác không cần soát vé nha mọi người. Còn đây là bảng giá nước nè, bảng giá nước ngay về nước nè. Giá nước thì mình thấy cũng khá là ok so tới khu du lịch. Đây là bắt đầu giờ là tiến hành đi tới khu chủ đạo, là khu dành nhóm cho những bé cúm đó. Thì ra đây thì em thấy là đang thi công cũng rất là nhiều hạng mục, hình như là làm mới hoàn toàn sao, thấy là thi công rất là nhiều còn dang dở. Đây bắt đầu là tới chuồng cúm nè. Đó, trời ơi kìa, mấy em Alaska này chắc tiếp khách nhiệt tình quá, ngủ le lử hết trơn. Đó, ngủ mà người ta sợ, nằm im ru không hay biết luôn. Giờ là mình và Kitty, giờ mình sẽ tiến hành đi vô tham quan. Nhưng mọi người thấy là cũng có rất nhiều là chị em phụ nữ và các những em nhỏ chụp hình và chơi với những em cúm. Đây chào sân bên này là có em Cory nè. Rồi có em Phóc Sóc nữa kìa. Phóc Sóc nhậm lông hai lỗ tai hồng hồng nữa kìa. Rồi kế tiếp đây nữa là em Cory. Chắc tiếp khách hôm nay khách đông hay sao, tiếp khách mệt quá hay sao, các em ngủ ly bì hết. Mọi người thấy à, nơi đây là hội tụ những người yêu cúm, nông trại cúm, Puppy Farm. Đây một em Corgi này cũng ngủ ly bì luôn này. Em có em Alaska đây. Em quay bằng điện thoại nha mọi người, nên mọi người có thấy mà bị hơi bị giật lắc, bị quơ quá thì cũng thông cảm nha mọi người. Đây có Buôn Pháp nè, có em Buôn Pháp đang ngồi trên ghế. Đây một em Buôn Pháp nè, nhảy lên chỗ này nằm là đúng bài luôn á mọi người. Trời lạnh nên rút trên đây ngủ là sướng luôn. Khi là C3, em C3. Theo mình đánh giá khu này là có mùi rất là nặng nha. Tuy là nhà mình nuôi 5-6 con chó, nhưng mà khi mà bước vô đây là mùi rất là hôi luôn. Theo mình nghĩ cái nguyên nhân hôi đó là do mấy em không được mặn tả, những em đực đi vệ sinh nó đi tiểu, nó đánh dấu á. Với một phần nữa cái sàn này nè, người biết không, cái sàn này là cái sàn xi măng nhám. Khi mà các em nó đi tiểu á,
nó sẽ rút xuống dưới, nó lưu mùi rất là lâu. Đây có một em corgi con này trốn đây quậy đây nè. Làm gì con? Cái mặt ngây thơ kìa. Tha được miếng giấy khăn giấy ướt gì đó ngậm gặm quậy chơi mình á. Đây có con gì nữa đây đây. À, thì ra là một em bun pháp màu red rất là đẹp luôn. Nhưng mà hình như là em đó đang bị chết hay bị hoảng gì á, nên là mọi người cảnh báo là không nên tiếp xúc với em nó. Em nó đang bị cọc và đang bị quạo, có thể là em nó sẽ cắn. À, đây là một cái chuồng, dãy chuồng lớn nuôi dành cho nuôi những em lớn đó, em bundle Santa. Đây là em Alaska. Đây Alaska luôn nè. Chuồng trại thì sạch sẽ thiệt nhưng mà nặng mùi lắm. Mình thường thường cái người mà nuôi chó là người ta sẽ có đi tới nhà người nào có nuôi chó người ta sẽ ít có nghe mùi. Nhưng mà mình nuôi 5-6 con á, nhưng mà mình vô đây mình chịu còn muốn không nổi nữa. Mùi rất là hôi luôn á. Mong rằng là sẽ khắc phục sớm để cho du khách cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Chứ mình không có chê bai gì hết á. Mình có cũng có thể là nguyên nhân á, là hiện tại là chủ đang chủ cơ sở đang tập trung để phát triển về cái mảng hoàn thiện, nên mấy em này cũng không có vệ sinh nhiều quá hay sao ấy. Đây có em Pom Thái này, lông cực dày cực đẹp luôn, nhỏ xí xì xì kìa. Hả? Nằm kêu không thèm dợm luôn. Ngáp luôn. Trên đây không khí lạnh hay sao á, mà ít, chắc mấy em cấm cũng ít được tắm hay sao, chăm sóc lông hay sao. Mình thấy lông nó cũng có vẻ bớt như giờ. Đây là một em bun anh, size to cực kỳ luôn. Đó, có hai bạn nữ cũng đang chụp hình này. Ô, coi mặt nó nè. Da nhân nhiều luôn. Đó, này mọi người thấy mấy dục nước rồi, mấy ướt ướt rồi. Đó. Tiện nè. Nước tiểu của mấy anh chó đực. Đó, mấy anh này thì đang nằm phơi nắng để cho bớt lạnh. Nói chung nhiệt độ bây giờ có nắng lên là cũng không có lạnh lắm nha mọi người. Cái nền nhiệt nó cũng không có lạnh lắm, phải nói là nóng luôn á. Nói chung gia đình nào mà yêu cúm thì nên cũng nên đi trải nghiệm cho biết. Và khi mà đi trải nghiệm nên quan sát mấy bé thật là kỹ nha. Tại có nhiều bé chó nhiều khi nó bị hoảng, tiếp xúc với nó là nó cắn. Mọi người biết rồi đó, cái bé nhỏ thường một cái cắn nó sẽ không thích cái nỗi mình, sợ mình la, mà có khi nhiều khi là giấu luôn, sẽ nguy hiểm cho mấy bé. Tại vì mấy bé nhiều khi cũng hiếu động lắm, chứ không phải như mình mà cách nựng nhẹ nhàng như mình. Nhiều khi nắm đuôi nắm đầu gậy nó hết hồn nó cắn. Nói chung động vật thì yêu thương là một chuyện, nhưng mà cũng phải cảnh giác. Đây em phóng sóc này đã giờ làm ngồi đây chào cửa luôn. Dạ đây mình đi qua chuồng nè, chó lớn cho mọi người xem. Bên đây thì có một em Simon với mấy em Alaska đó, đang ngồi
tác chụp hình với khách á. Nghe lữ thấy hương không? Còn mấy anh kia đủ ly bì à. Nói chung á, xung quanh đây á, thì mình thấy đa số là gì có Simon, Alaska, rồi mấy em Pháp, mấy em Cori. Nhưng em khúc sóc rồi, cũng không có cúm nhiều mà mùi nó nặng quá. Còn đây là khu dành cho chị em nè, dành cho chị em sống ảo, chụp hình. Cây cối cũng chưa có nhiều, chưa phát triển, chưa có bóng râm nhiều. Nhà đây nắng hiện tại bây giờ là tầm khoảng 11 giờ rồi, nắng dữ lắm nha mọi người, nắng thích chơi dù luôn, nắng nóng rồi, nóng rồi, nóng luôn rồi. Đó, chị em chụp hình sẽ có dịp. Đây là cái góp ý thứ hai, nó đã không